Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lộ diện ai đã vô hiệu hóa chức Ủy viên Bộ Chính trị của Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu để Quốc hội bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy, đây là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu để bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Sáng 26 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội các tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhân sự được Chủ tịch nước giới thiệu để bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đương nhiệm. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán ở Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều năm làm việc trong ngành công an, tòa án. Đến tháng 4 năm 2008, ông được điều động phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 6 năm 2010. Tháng 1 năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, sau đó được Quốc hội bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tới tháng Giêng năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, sau đó ông được Quốc hội bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 26 tháng 7, ông được Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu để Quốc hội bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cái ghế chỉ dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Nguyễn Hòa Bình đóng ba vai suốt thời kỳ tố tụng vụ án Hồ Duy Hải. Ông ta là công an, ông ta là viện trưởng viện kiểm sát và sau đó ông ta là thẩm phán xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Hành động chấp nhập công an điều tra mua vật chứng từ chợ để ghép tội phạm nhân đã cho thấy con người của Nguyễn Hòa Bình trắng trợn trà đạp lên luật tố tụng hình sự. Con người như thế nhưng tại Đại hội 13, người dân nghe tin như sét đánh ngang tai rằng Nguyễn Hòa Bình trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là bước đệm tăng quyền lực rất lớn cho Nguyễn Hòa Bình và Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình sẽ leo lên chức cao, chức mà ông Nguyễn Hòa Bình nhắm đến là chức Phó Thủ tướng Thường trực mà ông Trương Hòa Bình đã nắm giữ và sẽ để lại. Một con người xem thường luật pháp mà nắm Phó Thủ tướng Thường trực thì nguy hiểm vô cùng. Đó là điều mà mọi người rất lo lắng. Không ai làm gì được vì chức vụ của Nguyễn Hòa Bình là do Bộ Chính trị bổ nhiệm chứ dân không thể nào can thiệp vào được. Trước đây, dự kiến ông Nguyễn Hòa Bình sẽ quản lý Bộ Công an và Bộ Tư pháp nếu như ông làm Phó Thủ tướng. Tuy nhiên thì cũng nhờ Trương Hòa Bình ngồi lì lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực nên việc sắp xếp ghế cho Nguyễn Hòa Bình bị kẹt lại. Ngày 6 tháng 7, Quốc hội Cộng sản Việt Nam giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình cho chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy là xem như mọi việc đã được an bài. Ông Nguyễn Hòa Bình ngồi lại chiếc ghế cũ và chiếc ghế mà ông đang muốn rũ bỏ nó ra đi nhưng không được. Chẳng có bầu cử nào cả. Bầu cử chỉ là những vở kịch và buộc Nguyễn Hòa Bình ngồi lại ghế cũ là bởi những lần đấu đá hậu trường. Kẻ làm ác bất chấp thủ đoạn Nguyễn Hòa Bình đã phải nhận thất bại. Khi đã nhận được chức cao hơn trong đảng mà khi chuyển qua nhà nước lại không lên chức là một thất bại. Khi ông Nguyễn Hòa Bình vận động để ông vào Bộ Chính trị, ông cũng gặp rất nhiều kẻ thù nên bị cản lại ở chiếc ghế cao hơn. Vậy người cản ông Nguyễn Hòa Bình là ai? Và không ai khác chính là Phạm Minh Chính. Trước đây, ông Phạm Bình Minh thua ông Trương Hòa Bình, nhưng giờ thì Phạm Bình Minh có thể quá mạnh và không chấp nhận thua Nguyễn Hòa Bình nữa. Và việc nội các của Phạm Minh Chính bị bóp lại còn 4 ghế phó thủ tướng cho thấy rất nhiều thế lực khác đang muốn bóp đường tiến của Nguyễn Hòa Bình. Với dân, Nguyễn Hòa Bình ngồi ở chiếc ghế nào cũng nguy hiểm. Đã là con người bất chấp luật pháp như Nguyễn Hòa Bình thì chỉ có nhà tù mới hợp với vị trí của ông này. Tuy nhiên, ông lại được ngồi vào chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nguyễn Hòa Bình làm quan tòa không vì công lý mà vì mục đích chính trị. Ông xử án tử cho Hồ Duy Hải là để làm đẹp lòng các thế lực gây tội ác đang giấu mặt và thủ đoạn chính trị mà ông ta dùng mạng dân để đổi lấy sự nghiệp chính trị. Về luật pháp thì ông Nguyễn Hòa Bình có thể đạp lên được,
nhưng về luật nhân quả thì Nguyễn Hòa Bình khó mà tránh được. Ghế tranh án Tòa án Nhân dân tối cao là chiếc ghế cao nhất trong ngành tòa án. Tuy nhiên thì trong ban bí thư thì đây là chiếc ghế thấp nhất. Ông Nguyễn Hòa Bình đang ngồi trong ban bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Đã hai nhiệm kỳ làm chánh án mà không lên chức thì đủ thấy con người của Nguyễn Phú Trọng vẫn không tin Nguyễn Hòa Bình. Thực ra Nguyễn Hòa Bình là con người nguy hiểm. Tuy nhiên thì với tầm quyền lực quá lớn như ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể ông không thấy sự nguy hiểm của Nguyễn Hòa Bình. Thực tế Nguyễn Hòa Bình là ủy viên Trung ương Đảng thì ông đã nguy hiểm rồi. Giờ này là ủy viên Bộ Chính trị, nếu trao thêm quyền cho Nguyễn Hòa Bình thì sự nguy hiểm nâng cao lên một bậc. Và có ngày con người này lật thủ trưởng mà giành ghế. Vì vậy mà không ai muốn chứa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao này nữa. Nhìn bề ngoài, Nguyễn Hòa Bình được cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính chèo kéo. Tưởng như là con đường hoạn lộ của Nguyễn Hòa Bình sẽ lên như là diều gặp gió. Tuy nhiên thì thực tế thì con đường quan lộ của Nguyễn Hòa Bình không suôn sẻ như người ta nghĩ. Thực ra một con người có cách nhìn sâu sắc như Nguyễn Phú Trọng không bao giờ ông lại chọn con người có khuôn mặt đoản hậu như Nguyễn Hòa Bình. Thời của Nguyễn Hòa Bình lên mạnh từ lúc hội nghị Trung ương 15 của Trung ương Đảng khóa 12 trước thềm đại hội 13. Lúc đó ông Nguyễn Hòa Bình được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ vào ghế ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên khi ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị thì ông Trọng mới thấy sự nguy hiểm của ông này và tìm cách ghim ông này ở lại chiếc ghế cũ. Sau đại hội 13 có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban nội chính trung ương. Nếu Nguyễn Hòa Bình mà ngồi vào ghế này thì như hổ mọc thêm cánh. Và lúc đó dựa vào quyền thanh tra moi móc sai phạm của quan chức, Nguyễn Hòa Bình có thể quy tụ về dưới trướng một số thuộc hạ trung thành và loại bỏ nhiều đối thủ. Tuy nhiên, nếu để Nguyễn Hòa Bình có quyền như thế thì ngày ông ta sẽ soi luôn cả cái sai của Nguyễn Phú Trọng và lựa cơ hội nắm thóp Tổng Bí Thư. Vì vậy, vào phút chót, ông Nguyễn Hòa Bình bị trượt khỏi chiếc ghế quyền lực này. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn dùng Phan Đình Trạc cản đường Nguyễn Hòa Bình. Trước đây, việc chọn nhân sự nhưng chưa bổ nhiệm là chắc chắn. Vì một khi đại hội đảng đã phân chia thì quốc hội phải gật. Tuy nhiên thì ở đại hội 13 này các phe nhóm đấu đá ác liệt nên đến phút 89 vẫn chưa ngã ngũ. Vậy nên nhiều dự đoán đều có thể sai lệch vì những bàn thắng vào phút chót. Ông Nguyễn Hòa Bình bị vuột mất cơ hội ngồi vào ghế trưởng ban nội chính cũng là bởi những trường hợp bất ngờ như thế. Và trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ lại và giật mình với cách dùng người của ông. Sau khi bị trượt khỏi cơ hội vào ban nội chính trung ương, ông Nguyễn Hòa Bình có cơ hội được bổ nhiệm vào chức Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên thì dường như ông Phạm Minh Chính cũng nhìn ra bộ mặt thật của Nguyễn Hòa Bình nên không muốn kéo ông này về. Kẻ có khuôn mặt phản trắc và dùng thì rất nguy hiểm, có thể nhận tai họa. Xử vụ Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình đã gây nên tội ác với bị cáo và gia đình bị cáo. Ngoài ra thì ông ta còn gây thêm sự phẫn uất của xã hội. Vết thương này người dân không bao giờ quên và việc ông Nguyễn Hòa Bình bị đì ở lại chiếc ghế cũ cũng phần nào làm cho nhiều người hạ dạ. Tuy nhiên thì cán cân công lý vẫn còn đang nằm trong tay của ông này nên rất có thể trong 5 năm tới ông ta sẽ gây oan khuất cho nhiều người. Chức ủy viên Bộ Chính trị mà bị nhốt ở chiếc ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng thì đây xem như là cách vô hiệu hóa chức ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Hòa Bình đã bị vô hiệu hóa chức ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên thì ai làm chuyện này là điều mà nhiều người đang quan tâm. Trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình vào ủy viên Bộ Chính trị rồi ngồi lại chức cũ chính là trường hợp tạo sai lầm mà kịp sửa sai của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu như ông Trọng không kéo ông Nguyễn Trọng Nghĩa từ quân đội về làm trưởng ban tuyên giáo trung ương thì ông Nguyễn Hòa Bình có ghế trống để chám vào ghế dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Theo một số nguồn tin nội bộ cho biết thì không lỡ đưa Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng mới cất nhắc ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo như là giải pháp khôn ngoan để bịt đường tiến của Nguyễn Hòa Bình. Nhìn thấy Nguyễn Phú Trọng không tin dùng Nguyễn Hòa Bình nên Phạm Minh Chính cũng vậy. Đó là lý do mà ông Nguyễn Hòa Bình bị đì lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thưa quý vị và các bạn thân mến,
Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Thành Hồ ra lệnh người dân không ra đường sau 18 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7. Hình như bị lúng túng cho quyết định của mình, nên ông chủ tịch giải thích việc đó không đồng nghĩa với giới nghiêm. Ông nói và lưu ý người dân không nên hiểu nhầm quy định này. Vậy giới nghiêm là gì mà ông chủ tịch Thành Hồ sợ đến thế? Luật Quốc phòng 2018 định nghĩa giới nghiêm là biện pháp cấm hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định. Vậy thì cái văn bản chỉ đạo số 2490 này của thành phố Hồ Chí Minh có gì khác theo định nghĩa trên? Nên biết rằng con virus cúm tàu này không những nó đi lang thang vào ban đêm mà nó có thể đi mọi lúc mọi nơi, đi xuyên biên giới quốc gia một cách dễ dàng. Vì vậy cấm người đi lại ban đêm có tác dụng gì? Hay là ai đó sợ ban đêm sẽ không an toàn, lo trộm cướp xảy ra? Dư luận cho rằng đây là cách lách luật, vì theo luật quốc phòng, thủ tướng ban bố lệnh giới nghiêm tại một số địa phương cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một số hoặc một số địa phương cấp huyện. Vậy nếu Thành Hồ ban bố lệnh giới nghiêm cho toàn thành phố là sai luật. Hơn nữa, Việt Nam từ khi dịch bùng phát đến nay luôn ngạo nghễ tự cho mình là chống dịch giỏi nhất thế giới. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu bật quyết tâm dập dịch trong 10 ngày. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2021, ông Đam còn tuyên bố chiến lược chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ đánh chặn sang hai mũi giáp công, trong đánh ra ngoài đánh vào. Do đó, nếu tuyên bố giới nghiêm tại Thành Hồ thì chẳng phải là đã thừa nhận kiểu chống dịch bằng chỉ thị, nghị quyết và hô khẩu hiệu đao to búa lớn là thất bại thảm hại đó sao? Vì con virus cúm tàu nó không hiểu tiếng Việt nên dù có hù dọa thì nó cũng không sợ. Dư luận băn khoăn việc thu tiền người dân và doanh nghiệp để mua vaccine nhưng lại gửi ngân hàng để lấy lãi. Vaccine hiện đang tiêm cho dân đều do viện trợ và những ông ngoại, ông anh chỉ một cú điện thoại là người nhà được tiêm vaccine loại tốt nhất, dù không thuộc diện ưu tiên và không cần đăng ký. Vậy có công bằng hay không? Trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 20 tháng 7 vừa qua, bác sĩ Đinh Đức Long từ Sài Gòn cho rằng chính quyền có vẻ lúng túng trong việc chống dịch và họ đã chủ quan khi để cho đông người tụ tập trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đã vi phạm chính sách do mình đề ra giãn cách xã hội. Họ coi F0, F1 là bệnh rồi cách ly tập trung dẫn đến quá tải và tăng lây lan ngay trong khu cách ly. Ở các nước, họ cho F0, F1 cách ly tại nhà, ai có biểu hiện nặng, bệnh nặng mới đi viện. Có địa phương còn ra chỉ tiêu phạt mỗi ngày bao nhiêu vụ, như chủ tịch phường 6 quận Gò Vấp, chứng tỏ chỉ tiêu phạt là có chủ trương. Họ phạt người ra đường không có lý do chính đáng, nhưng thế nào là lý do chính đáng và mặt hàng thiết yếu thì họ không giải thích được, hoặc mỗi nơi áp dụng một cách. Chính ông Bí thư Thành Hồ cũng thừa nhận khi nói rằng xin nhân dân lượng thứ cho những lúng túng của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Các chuyên gia đã chỉ ra những nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trở nên tồi tệ, tập trung làm CCCD, tức là căn cước công dân, cấp gấp rút cho công an hoàn thành chỉ tiêu tiếp xúc cử tri, ngày hội toàn dân, tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong lúc dịch đang có dấu hiệu bùng phát, biến F1 thành F0 vì tổ chức cách ly tập trung không bảo đảm tránh lây nhiễm lẫn nhau, biến F0 thành bệnh nhân nặng. Vì điều kiện ăn ở vệ sinh quá tồi tệ trong các khu cách ly bệnh viện tạo ra các điểm tập trung đông người giữa lúc dịch lây lan mạnh. Điểm tiêm vaccine, điểm xét nghiệm COVID-19 lấy giấy đi đường, không đầu tư thích đáng cho hệ thống y tế để sẵn sàng cho tình huống dịch bùng phát vì phải ngạo nghễ tự hào thành tích chống dịch giai đoạn đầu suốt cả năm trời, sai và chậm trong chiến lược tiêm vaccine. Hôm 27 tháng 7, lãnh đạo Thành Hồ đã nhìn sai lầm trong việc cách ly tập trung các F0 nên đã gửi văn bản khẩn. Mặc dù đã thừa nhận thực tế cho thấy đã có sự lây lan trong khu phong tỏa làm số F0 tăng lên nhiều lần so với con số F0 có sẵn trong khu vực phong tỏa khi mà vừa được phát hiện, nhưng vẫn tỏ ra lúng túng trong việc đề ra các biện pháp thiết thực và hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này.
Trở lại câu chuyện giới nghiêm, chính báo chí cũng dùng từ giới nghiêm như báo Sài Gòn South Daily sáng 27 tháng 7 với tựa đề cảm động trước người cha bất chấp lệnh giới nghiêm vẫn lao ra đường chở bình oxy về cứu con. Dư luận cho rằng lệnh giới nghiêm để triệt để chống dịch là việc tốt, nhưng với điều 3 điều sau, người dân vẫn làm việc được tại nhà online, hoặc nếu không tiếp tục làm việc, mưu sinh được thì phải được hỗ trợ kinh tế để dân có thể tồn tại. Hàng hóa thực phẩm vẫn đáp ứng đầy đủ, không thiếu thốn. Ngoài việc được phép ra ngoài đường đi siêu thị mua thức ăn, đi mua thuốc, người dân vẫn có thể ra đường ít nhất ngày một lần để đi dạo, chạy bộ, hít thở khí trời để bớt căng thẳng, bớt trầm cảm. Dân gian có câu đố vui, mồm bò không phải mồm bò mà lại là mồm bò, chỉ là cách chơi chữ với trẻ con mà thôi. Với người lớn thì nên nói trắng ra là giới nghiêm cho dễ hiểu và khỏi phải giải thích vòng vo tam quốc làm gì cho thêm rắc rối. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội khuyến khích mua online nhưng lại cấm shipper. Không phải là một câu chuyện hài trong mùa dịch Covid-19, nhưng là chuyện có thật mới xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là nhan đề bài báo trên báo Lao Động ngày 23 tháng 7 mà khi đọc qua, dù là người bình tĩnh hay không nóng vội cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán về chủ trương nói trên. Câu chuyện bắt đầu khi mà tình trạng lây lan của biến chủng Delta tăng cao trên toàn quốc, chính quyền thành phố Hà Nội ra lệnh giãn cách xã hội mà người dân hiểu là phong tỏa theo chỉ thị 16 kể từ ngày 24 tháng 7. Sau đó, Sở Công Thương Hà Nội đưa ra một thông báo về việc bảo đảm cung cấp hàng hóa cho thủ đô, nhấn mạnh đến việc khuyến khích mua bán trực tuyến như một biện pháp giúp thực hiện lưu thông nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng trong cùng ngày, cũng nhanh nhạy không kém, Sở Giao thông Vận tải lại có văn bản yêu cầu các ứng dụng như là Grab, Be, GoJet ngừng cung cấp các dịch vụ gọi xe và giao hàng cho đến khi có lệnh mới. Đúng là chuyện ông nói gà, bà nói vịt chỉ có ở chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì một mặt sở này kêu gọi dân mua bán qua trực tuyến thì sở nọ ra lệnh dừng dịch vụ shipper. Cho dù vì bất cứ lý do gì, ai cũng hiểu khi mua hàng online thì hàng sẽ gửi qua bưu điện hay nhờ vào các dịch vụ của các công ty vận chuyển. Như vậy, những shipper như là Now, Grab, Bimin, GoFood cũng chỉ là hình thức của dịch vụ giúp chuyên chở hàng hóa và giao hàng cho người dân và các loại thực phẩm, đồ gia dụng cần thiết, và họ đã làm tốt công việc này từ lâu, phục vụ dân chúng một cách khá hữu hiệu. Trong những ngày phong tỏa chặt chẽ như hiện nay, người dân tuân thủ lệnh của nhà chức trách không thể ra ngoài và phải ở nhà, muốn đi ra ngoài phải có giấy phép hay lý do mà tìm được tờ giấy phép hay lý do chính đáng cho chế độ toàn trị này thì vô cùng khó khăn, với nhiều bi hài kịch cười ra nước mắt như là câu chuyện ở Nha Trang, bánh mì không phải là thực phẩm. Khi nhà nước ban hành và áp dụng chỉ thị 16 để chống dịch, người dân phải sống trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập thì chỉ có nhờ qua dịch vụ shipper mới sống nổi qua ngày. Nay shipper cũng bị cấm, chính chế độ đã làm cho đời sống người dân khó khăn hơn. Sinh hoạt xã hội đi tới chỗ tan rã vì những chỉ thị, quyết định quá nặng mùi chính trị. Tình trạng tiền hậu bất nhất của hai sở Công Thương và Giao thông Vận tải một lần nữa làm nổi bật tính cách quan liêu, xa rời thực tế của những cán bộ có quyền ban ra lệnh này lệnh nọ, bất chấp thiệt hại về phía người dân. Một hệ thống cầm quyền chỉ thống nhất trên sự đàn áp mà rời rạc trong nhiệm vụ hành chính an dân, rốt cuộc chỉ đưa tình hình chống dịch đến chỗ thất bại. Bởi lẽ, thứ nhất, khi chấp nhận cho mua hàng qua hình thức online, tức là cũng gián tiếp chấp nhận đưa hàng hóa thực phẩm cần thiết đến nhà và ngược lại. Vậy, sợ những nhân viên của công ty shipper giao hàng làm lây lan Covid-19 thì rõ ràng là mâu thuẫn khi muốn đời sống người dân vẫn bình thường. Thứ hai, cấm người dân ra đường nhưng lại cho mở các cửa hàng bán nhu yếu phẩm. Khi họ không đến cửa hàng được thì dĩ nhiên phải nhờ các shipper đi mua và chuyển hàng. Điều đó quá tự nhiên và bình thường, tại sao lại cấm?
Hiện nay, chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm trên một số thành phố lớn, không loại trừ tiến đến giới nghiêm toàn quốc. Những lệnh lạc kiểu nói trên của những người cầm quyền ở Trung ương cũng như thành phố Hà Nội chỉ làm cho tình hình chống dịch thêm rối ren lên mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chủ quyền lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông vô căn cứ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu hôm thứ Ba 27 tháng 3 là tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là vô căn cứ theo luật quốc tế. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông là vô căn cứ theo luật quốc tế. Sự cả quyết đó chà đạp chủ quyền của các nước ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IISS tại Singapore hôm thứ Ba 27 tháng 7 trên chặng đầu tiên thăm viếng Singapore, Việt Nam và Phi Luật Tân. Trước tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh và các nước nhỏ ở khu vực ASEAN không thể đối phó, ông Austin nói rằng chúng tôi tiếp tục hậu thuẫn cho các nước ven Biển Đông duy trì quyền của họ theo luật quốc tế. Đồng thời, chúng tôi vẫn tôn trọng các cam kết đã ký với Nhật Bản liên quan đến quần đảo Senkaku và với Phi Luật Tân đối với Biển Đông. Theo nhận định của thông tấn AFP, chính quyền của Tổng thống Joe Biden gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới khu vực ASEAN động viên đồng minh đang là bức tường thành ngăn chặn Trung Quốc. Hãng tin này cho rằng chính sách thời Tổng thống Trump nhiều bất định, khó lường và các nước khu vực có thái độ dè dặt với Mỹ nên ông Biden muốn nối lại quan hệ. Dịp này, ông Austin cảnh cáo nước Mỹ không nao núng khi mà lợi ích của mình bị đe dọa. Dù vậy thì ông cho hay nước Mỹ không muốn đối đầu với Trung Quốc. Tôi cam đoan theo đuổi một mối quan hệ xây dựng ổn định với Trung Quốc, gồm cả việc trao đổi thông tin chặt chẽ hơn về quản lý khủng hoảng với quân đội Trung Quốc, ông nói. Bắc Kinh đã ngang ngược bồi đắp các bãi đá ngầm ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo khổng lồ rồi đưa đến đó các trang bị quân sự tối tân, bất chấp họ đã cam kết với các nước. Các nước ASEAN giữ nguyên trạng tranh chấp và Bắc Kinh tập trận liên liên trên Biển Đông phô trương sức mạnh quân sự, vừa đe dọa các nước nhỏ phía Nam, vừa biểu diễn cho Mỹ thấy họ cũng dữ tợn chứ không sợ gì cường quốc nào. Trên tài khoản Twitter, ông Austin giải thích về chiến lược mới của Mỹ, răn đe tổng hợp mà ông đề cập trong buổi nói chuyện ở Viện Nghiên cứu IISS rằng ông sẽ hợp tác với các đối tác để chống lại sự chèn ép và đe dọa qua mọi hình thái xung đột khác nhau, gồm cả vùng xám, tức là khó phân biệt, làm cho các quyền và đời sống của người dân Đông Nam Á bị đè nén. Lời tuyên bố của ông Austin ở Singapore lặp lại những gì mà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo của chính phủ tiền nhiệm Donald Trump từng xác định năm ngoái. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, ông Pompeo viết trong bản tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô giá trị và thế giới không cho phép Trung Quốc coi Biển Đông như là một phần của đế quốc Trung Hoa và chúng tôi đứng cùng với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á bảo vệ chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên theo đúng luật lệ quốc tế. Chúng tôi hợp tác cùng nhau cùng với cộng đồng quốc tế để bảo vệ quyền tự do trên biển, tôn trọng quyền chủ quyền cũng như bác bỏ bất cứ áp đặt nào sức mạnh tạo ra quyền trên Biển Đông. Khi nói chuyện ở Singapore hôm 27 tháng 7 năm 2021, ông Austin nói rằng chúng tôi đang hành động để bảo đảm rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có khả năng và sức mạnh cũng như các thông tin cần thiết. Bình luận về chuyến thăm ba nước ASEAN đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một viên phân tích gia ở Viện Nghiên cứu Biển Đông, phòng định Ngũ Giác Đài muốn vận động cả Hà Nội và Manila để Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự và các cơ sở hải quân liên quan đến Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh.
Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.